chưa mắc các bạn bạn nhầm, Hành Nguyên đang trình diễn và test một cặp loa đẹp xuất sắc đến từ Mỹ, hãng JBL, có một đây là SS15, tiếng phát 40 và tem kèn, và nghe tiếng bass nó cực kỳ sâu mềm mại, tép lầy lời rõ, hát và cái nhạc đẳng cấp luôn, hòa với gia đình mình nhá. Với loa đẹp này, đây cung cấp giá là 15.500.000 và bao ship nhá. Đặt cặp đây, rõ ràng chi tiết. Ngày tem phớt thay không? Vậy bát thả có đá để lời nó vẽ lá vàng nhẹ nhẹ đưa đường như bước lê hay quá. Có người con gái buông tóc quá chất luôn, giá hợp lý luôn nhá. Bây giờ phần 2 nhá, em tháo rất quay chi tiết để bác nhìn nó đẹp đó. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đẹp lung linh đến từ Mỹ, hãng JBL, có model là SF15, một dòng loa sở hữu một bát 40 và một tép kèn. Thì với dòng loa này nó rất phù hợp cho phân khúc gia đình mới nhá, hát karaoke cực hay, nghe nhạc chuyên sâu cực đẳng cấp. Thì với dòng loa này nó cho tiếng bass đánh rất mềm, đánh sâu, đánh nội tâm, giải tép sáng, giải lời rõ. Thì với dòng loa này rất ít về nhé, thi thoảng về một vài đôi vẫn nhá. Mà nó về ấy, thì bên em tuyển chọn rất là kỹ càng từng cái chi tiết một, ví dụ thùng thành này, phân tần này, bát tép này, nó có chuẩn là zin không thì bên em nhập vẫn nhá. Thì ngày nay em về đôi loa trông dạng đẹp xuất sắc. Thì cái dòng SS15 này với GX115 và MDD215 nhá, nó là một, tức là cổ bát như vậy, cổ tép như vậy, phân tần như vậy và thùng như vậy, kích thước chiều cao cân nặng như vậy, chất âm ra như vậy nhé, khác tên thôi. Thì giờ em sẽ quay tổng quan chi tiết và báo giá để bác cùng lắm được. Thì cái dòng này em bán rất nhiều rồi, tức là cực kỳ nhiều và bỏ hát lắp rất nhiều rồi, cho nên là cái độ hay, độ chất của nó thì em không cần phải nói nhiều, tức là hàng các quan tâm là đẹp đúng không, và giá cả thôi. Thì với cặp loa này các bác cũng không nên so bì 100.000-200.000 nữa nhé. Dòng loa này nó là thùng bọc lỉ rất đẹp, hình thang cân rất hài hòa nhé, là dùng giá được, giá ba chân được nên kệ được. Kích thước rộng là 47, sâu 44, cao 85, rộng 47, sâu 44, cao 85. Công suất là 200W cho đến 500W, đánh ở trở kháng 8 ohm, có thể âm ly ghép được đấy, đẩy được. Đấy bác nhìn này, rất đẹp luôn, thùng thành trắng phau này, phần tần như mới này, bác nhìn chưa, mới đét là đẹp luôn nhá, sướng chưa ạ, cực kỳ chuẩn xác đúng không ạ, bác nhìn này. Đấy, con này nó là 500W, mắc min là 250, công suất model là SF15, sản xuất tại Made in USA, hỗ trợ ra cam ba chân. Anh em xem này, con loa của em thì nó đẹp từ hình thức độ tâm, thì em mới quay kỹ nhá. Đấy, quay kỹ càng này nó phải nó đẹp, em xoay này và anh em xem xoay thoải mái quá nhá, không có lỗi, cho nên là cứ xoay thoải mái. Rồi, cặp tép nó là từ trắng rất đẹp này, nó có từ 7 màu, không đẹp bằng từ trắng thường làm ở Mỹ, 2412H Made in USA quá nhá. Đây, Made in USA, từ 9 họng 2.5. Đấy, mọi người phễu đẹp này mà, lung linh đúng không ạ, lung linh. Đấy, bên em thì quay kỹ để anh em được cái chốt luôn chứ không cần phải lo sợ gì bác. Quả bát đây, bác xương này. Đấy, nó là xương cách điện rất là đẹp nhá, từ 16 họng gần 70, mã là M15-88 ohm, sản xuất tại Mỹ này. Đấy, nó tình trạng thì nói chung thì thiếu xốp ạ. Đây, thiếu xốp khô rét, mạng của nó cái nhện nó còn vàng óng này. Đây, màng rất đẹp nhá, tầm nhìn gân lụa tẩm dầu, đảm bảo zin bác nhá, chuẩn, độ bền học cao, mới dài rách bác nhá. Đấy, bác nhìn chưa, đẹp không tì vết. Đấy, tất cả em làm em quay cái chuẩn xác anh em xem luôn đúng không ạ, xuất sắc luôn đó bác nhá. Thì cặp loa này bên em cung cấp giá là 15.500.000 đồng một cặp bác nhá, bao ship tặng một cặp lên loa và bao chuẩn, bao đẹp, bao zin cho bác, âm thanh ra nét căng bác nhá. Đấy, và là nhu cầu chỉ còn em 2 triệu thôi nhá, 2 triệu em chuyển loa, nhận loa bác thanh toán nốt cho em, kiểm tra kỹ thì toán nốt. Hành Nguyễn chào bác nhá, chúc bác buổi chiều vui vẻ.